trời, mới sáng sớm mà ai gửi thư cho tiệm? Thư đòi tiền chuột. Ủa, không lẽ có đứa nào ăn thịt chuột người ta đòi tiền? Cũng mà không phải. Cái gì vậy trời? Tiền này tiền chuột. Ủa, nay là sớm vậy? Mấy đứa coi giùm chị cái này coi. Hả? Kìa, thư đòi tiền chuột. Thì tiệm bạn mua chuột nè, rồi ship lại trả tiền cho nó đi. Trời, chuột xê. Mấy cái này chắc là quảng cáo hay là thu tiền điện nước gì đó. Tiền điện gì ta chứ chuột. Không, chuột xê là bắt cóc đòi chuột tiền đó. Ôi trời ơi. Sao gọi lại bằng mình? Cái thư tống tiền nè. Đọc đi. Thư tống tiền nè. Thì mày đọc đi, mày tống báo tiền cho nữa. Mọi người trong tiệm tóc Hoài Xuân được biết, ông chủ Minh Khôi của các người đã bị bắt cóc. Thôi. Số tiền chuột là 100 triệu. Hạn giao nộp là trong vòng 24 giờ. Địa điểm sẽ được thông báo sau. Nếu các người mà giao tiền chậm trễ thì ông Khôi sẽ bị thủ tiêu. Trời ơi, cái quân nào mà ác nhân thất đức như vậy? Trời ơi, tại sao có thể bắt cóc một người dễ thương đáng yêu như vậy? Thôi bây giờ gọi cho gia đình Khôi đi. Báo cho gia đình Khôi biết. Đúng rồi. Gọi đi. Bây giờ gọi cho chị Khánh hay là gọi cho Huyền Anh? Thôi, bây giờ chị cứ gọi cho chị Khánh đi. Em gọi cho Huyền Anh. Sao rồi? Chị Khánh ơi. Alo. Rồi. Trời ơi, bây giờ Huyền Anh đang đi học ở trong lớp. Chị bây giờ học này rất là quan trọng, đang kiểm tra nữa. Huyền Anh không thể nào đi về được. Thôi. Hai người mở miệng nói từ từ, không nghe cái gì hết. Hiểu không? Nói bình tĩnh. Chị phải bình tĩnh. Bây giờ hai người mở hết được không? Không lẽ bây giờ ba đứa tụi mình tự xử ví dụ này hả? Bây giờ chị Khánh thì đang họp, không đúng có nói rồi, chuyện được. Đúng rồi, Huyền Anh đang thi, không có ra liền được. Bây giờ không ai lo cho Khôi thì tụi mình phải tự lo cho Khôi thôi. Đúng. Bây giờ không bằng mình tự giúp mình tự xử luôn. Nhưng mà bây giờ 100 triệu kiếm ở đâu ra? Có tiền không cho mượn 100 triệu coi. Trời ơi, 100 triệu khoai lang không qua vườn đào có. Cái gì phải từ từ chứ. Bây giờ 100 triệu lận. Mà bây giờ bà đi. Gì? Bà lấy ra có tiền không? Bà lo chi? Tiền mua áo đẹp mặc. Vàng đi. Không có đồ giả. Trời ơi. Nè, hai người. Hay có không? Ừ, còn mày nữa. Trời ơi, đi làm thuê tiền đâu mà có. Rồi, bây giờ vậy. Ba người hùng vô, đủ không? Cũng không đủ nữa. Bây giờ sao? Hay là bây giờ mình đi cầm cái tiệm tóc này đi được không? Không được đâu, đừng làm vậy. Trời ơi, người ơi, tôi xin một người đừng có cầm tiệm tóc. Sao vậy? Chưa chắc về anh Khôi chịu. Rồi anh Khôi về không có tiệm tóc, anh Khôi sống như thế nào? Đúng rồi, bây giờ hai cái tiệm tóc mà cầm á lên ủy ban chứng cũng phải nửa tháng sau là ông Khôi lúc đó là cái xác xương không rồi. Trời ơi. Hay là bây giờ mình đi ra chỗ cho vay nặng lãi. Mình vay nặng lãi đi. Rồi thôi, cho vay nặng lãi mà bây giờ bước ra một cái hả? Cho vay nó nặng quá hiểu không? Ông Khôi về mà ông Khôi trả không nổi là chết luôn đó. Thôi, bây giờ vậy đi. Dì Khôi, tôi sẵn sàng làm tất cả. Hả? Dì Khôi, chứ thậm chí mà nhảy dầu sôi lửa bỏng tôi cũng nhảy. Không biết có chỗ uống nước không á? Thôi, cái vấn đề nước đâu nói hoài. Đúng rồi. Phải cái gì nữa? Đúng rồi, cái gì? Em nghĩ ra rồi, hai người có thấy từ sáng tới giờ có rất là nhiều chuyện lạ không? Gọi điện thoại đi. Gọi cho ai? Gọi cho con Tuyền. Gọi đi. Bắt wifi ở đây là gì? Gì vậy? Gọi ra bờ đỡ tốn tiền. Bây giờ mày muốn tốn tiền hay tốn mạng? Vấn đề là nãy giờ mình chưa có gọi điện cho cậu Khôi. Phải gọi cho Khôi. Gọi đi, chị Tuyền. Chị gọi đi. Máy anh Khôi biết rồi đâu. Nghe đi chị Thuyền, nghe lên. Có khi nào Tuyền bắt lên Khôi nói cho anh uống nước. Tôi giết mày bây giờ. Nghe đi, không nói à. Khôi ơi, Tuyền nè Khôi. Tuyền, anh nè, anh bị bắt cóc rồi. Khôi ơi, anh có bị đánh đập không Khôi? Người ta có cho Khôi uống nước không? Ôi cái gì vậy? Người ta bị bắt cóc, không đánh đập thôi chứ. Giống như đi du lịch, không có nước, không có phê. Anh ổn rồi, anh không có bị đánh đập. Chị bị trói. Cậu ơi cậu, bọn bắt cóc nó có đông lắm không cậu? 40 tên con ơi. Ừ, nhưng không có Alibaba, chỉ có 40 tên cướp thôi. Anh Khôi bây giờ nè, anh Khôi, cả tiệm móc ra được có 10 triệu à, không có đủ 100 triệu. Bây giờ anh tự tính nha anh Khôi, bây giờ tính sao thì anh Khôi. Thôi bây giờ, ở tiệm mấy đứa tìm cách vay mượn ở đâu đó đi. Rồi chuột cậu ra, sau đó mình trả nợ cho người ta sao? Khoan Khôi ơi, Khôi làm ơn Khôi năn nỉ tụi nó đi. Khôi nói với nó là từ từ để cho tụi em suy nghĩ, cho em tìm cách chuột Khôi. Từ
bị chạy xước một cái là em chết liền ha. Em mà gặp tụi nó là em mất mặt ha. Đúng là đàn bà mê trai, chắc nết lăng loạn. Ê, cái giọng này kìa quen quá. Bây giờ vậy nè, mấy đứa làm một câu giờ nói chuyện đi thôi. Cậu Khôi, cái số tiền mà trúng số cậu Khôi mua vàng á, cậu Khôi chôn ở đâu, cậu Khôi chỉ cho con đi. Ê, cái gì vậy? Cậu trúng số hồi nào, trúng vàng hồi nào? Mày dám giấu tao không? Mày trúng số, có vàng, có tủ mà mày giả bộ mày diễn sâu hả? Rồi, bây giờ như vậy đi. Bây giờ như vậy nè, cái vàng đó, tụi tôi biết anh trốn đâu rồi. Bây giờ tụi tôi đào lên, tụi tôi đổi 100 triệu để chuột nha. Mà nè, nó nghe nè, anh nói người ta chỉ cái địa chỉ đi. Rồi tụi tôi tới, tụi tôi đưa tiền chuột. Bây giờ mày nói với nó, đúng đầu giờ chiều hôm nay, cầm một vàng đó, tới đầu hẻm Hoa Hồng giao cho tao. Nhanh lên. Em ơi, đúng đầu giờ chiều hôm nay, mấy đứa cầm theo một bó hoa hồng. Cầm hoa hồng chi? Tao đâu phải người yêu nó đâu, mày tặng bông cho tao. Cầm bông vàng đến đầu hẻm Hoa Hồng. Nghe nè, cầm tiền vàng đi kiếm một cái đầu lâu. Đầu mày thì khó cho đầu lâu cái gì? Đầu hẻm Hoa Hồng. Cầm tiền vàng tới đầu hẻm nhưng không được lâu. Hẻm Hoa Hồng. Hẻm Hoa Hồng nhưng không được lâu. Ừ, trong chiều nay luôn, trong chiều nay luôn nha. Thì ra là cha Tư Nhân á. Ủa, Tư Nhân là ai? Tư Nhân mà mấy đứa không biết nữa hả? Không. Chồng cũ chị. Trời ơi, tao bày cái trò bắt cóc để chuộc tiền này là quá đúng. Vừa có tiền vừa lại được trả hận nữa. Đúng là mèo mã gà đồng. Nè, nè, chúng tôi không làm gì sai trái để ông gọi là mèo mã gà đồng. Nhưng mà bây giờ cho dù chúng tôi có tình cảm, có làm gì với nhau đi nữa, ông cũng không đủ tư cách để nói những lời xúc phạm chúng tôi vậy. Đúng rồi, bởi vì mày hay quá mà, đúng không? Miệng lưỡi bày đặt chữ nghĩa lý lẽ, ăn mặc thì là lẹt sến xuống. Ủa sao cái đám đàn bà con gái mà không khoái bu theo mày được? Vậy sao không chịu thử đi? Tao thử rồi. Thử đó, thử ăn mặc lòe lòe xến xúa đi. Tao cũng đã thử mặc rồi. Rồi sao? Không ai theo á. Sao đưa dây, đưa dây, tháo dây ra nhanh lên. Cậu lên sao? Nè, trở lại. Mọi người tới lâu chưa vậy? Mới đến á. Thanh nữ, xử lý ông này sao đây? Nè, mặc dù đang rất là căng thẳng nhưng mà tôi tên là Cao Thị Thanh Tuyền. Bà nhìn bà đi giải cứu người ta mà bà vẫn vấy như bà một bà làm thanh nữ. Không, cái này vô máu người ta rồi. Máu rồi. Hả? Đợi gì nữa, ra tay đi. Rồi. Ok. Giao cho công an. Không được, khoan. Nè, chị không thương xót ông ta hả? Câu này hỏi khó quá, bỏ qua đi. Thôi, quyết định gì đi. Mọi người vô nhà lấy bịch tiền của mình lại kìa. Nhưng mà nè, câu hỏi, ở đâu mà mình có được cái bịch tiền quá trời vậy? 100 triệu lận. Kìa, người ta hỏi kìa, 100 triệu ở đâu có, đạo ra đi. Hả? Trả lời cho người ta nghe. Đơn giản thôi, mặt trên mặt dưới là 500 tiền thiệt. Ở chính giữa em liên hệ với ngân hàng âm phủ. Là sao? Đi với tiền vàng mạc không á. Trời ơi, hèn chi. Nè trời ơi. Biết sao không? Mấy ông mà, ông cứ mà lấy á.
không có kiểm tra được. Lấy đại đi à. Vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhỏ. Bây giờ mình sửa không sao được. Không có nói gì nữa đó, giao cho công an. Ai biểu ha, cha mẹ đặt cho cái tên Nhân mà toàn là làm những cái chuyện bất nhân. Ti, em họ Cao sao em cũng không có cao vậy? Anh à, em mới cứu anh. Em cao quá, em cao quá khiến mọi người ngưỡng mộ quá. Uống nước không? Trời ơi. Đi. Đi nước em. Nữa. Uống nước em.